Chicky Blood, không cay tẹo nào. Trong một căn biệt thự nọ, có một người phụ nữ giúp việc nhà cho một người chủ. Ông đã ngoại ngũ tuần nhưng rất giàu có. Vào cuối mỗi ngày, sau khi hoàn thành tất cả công việc, chị vội vàng về với đứa con trai nhỏ 5 tuổi suốt ngày ngóng đợi trong căn nhà tồi tàn. Vào một ngày, chủ nhà có một bữa tiệc rất lớn. Ông mời rất nhiều bạn bè quan khách đến dự tiệc đêm. Ông chủ bảo, hôm nay việc nhiều, chị có thể về muộn hơn không? Chị giúp việc đáp, thưa được ạ. Có điều, đứa con trai của tôi nhỏ quá, để nó ở nhà tối một mình, tôi sợ sẽ không an toàn. Ông chủ ân cần, vậy thì chị hãy mang cháu đến cùng nhé. Chị mang theo con trai đến. Thằng bé rất háo hức, nó đâu biết là mẹ làm Osin là như thế nào kia chứ. Chị âm thầm mua 2 chiếc xúc xích cho con. Chị rất bận rộn phục vụ khách khứa, vì thế mà không thường xuyên để mắt được đến đứa con trai nhếch nhác của mình. Chị sợ hình ảnh của đứa con trai sẽ làm hỏng buổi lễ của mọi người. Suy nghĩ bần thần hồi lâu, chị đành đưa nó vào ngồi trong phòng cất đồ cũ của tòa biệt thự. Chị đặt 2 miếng xúc xích vừa mua để vào một chiếc đĩa sứ. Chị cố lấy giọng vui vẻ nói với con trai, con à, đây là phòng dành riêng cho con đấy, chúng ta sẽ bắt đầu bữa tiệc nhé. Cậu bé thích thú vô cùng, cậu ngồi xuống sàn, bắt đầu ăn xúc xích và cậu còn ngâm nghe hát để tự mừng cho mình nữa. Tiệc đêm bắt đầu. Người chủ nhà chợt nhớ đến con trai của chị. Gặp chị trong bếp, ông hỏi, con trai của chị đâu rồi? Chị trả lời ấp úng, tôi không biết nó đã chạy đi đằng nào rồi ạ. Ông chủ nhìn chị, dường như chị đang có một điều gì đó rất khó nói. Ông lặng lẽ đi tìm. Khi đi ngang qua căn phòng cất đồ cũ, ông nghe thấy tiếng trẻ con đang hát vọng ra. Ông mở cửa rồi ngây người và hỏi cậu bé, cháu ở đây làm gì? Thằng bé hồ hởi, ông ơi, đây là phòng ông chủ nhà dành riêng cho cháu dự tiệc đêm. Mẹ cháu bảo thế, nhưng mà cháu muốn là có ai đó cùng với cháu ngồi ăn ở đây cơ. Ông chủ nhà thấy sống mũi mình cay xè, cố kìm nước mắt chảy ra. Ông đã rõ tất cả. Nhẹ nhàng, ông ngồi xuống và nói với cậu bé, con hãy đợi ta ở đây nhé. Rồi ông quay lại bàn tiệc. Ông thông báo với mọi người, mọi người hãy tự nhiên vui vẻ nhé, còn tôi sẽ bận tiếp một người khách đặc biệt của buổi tối ngày hôm nay. Ông để một chút thức ăn trên cái đĩa to và mang xuống phòng chứa đồ cũ. Ông gõ cửa phòng lịch sự. Thằng bé mở cửa. Ông vui vẻ bước vào. Nào cậu bé, chúng ta hãy cùng ăn tiệc trong căn phòng tuyệt vời này nhé. Thằng bé vui sướng lắm. Hai người ngồi xuống sàn, vừa ăn ngon lành, vừa chuyện trò rã rích, lại còn cùng nhau nghêu ngao hát ca nữa chứ. Mọi người trong buổi tiệc không thấy ông chủ biệt thự đâu, bèn đi tìm. Họ nghe thấy tiếng hát được phát ra từ căn phòng chứa đồ cũ. Họ mở cửa, thấy khung cảnh hai ông cháu đang ngồi chơi và ca hát rất vui. Họ cảm thấy xúc động lắm. Họ chào hỏi hai người rất lịch sự và chúc họ ăn ngon miệng. Thậm chí, nhiều người còn ngồi xuống sàn cùng tham gia vào bữa tiệc của hai ông cháu nữa. Nhiều năm tháng qua đi, cậu bé đã trở thành một người đàn ông thành đạt, giàu có và vươn lên tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Nhưng cậu không bao giờ quên giúp đỡ những người nghèo khó và chăm chỉ. Một điều quan trọng đã hình thành trong nhân cách của anh. Ông chủ nhà năm xưa đã vô cùng nhân ái và cẩn trọng để bảo vệ tình cảm và sự tự tôn của một cậu bé 5 tuổi. Natri fluorua là hợp chất vô cơ với công thức hóa học NaF. Muối fluorua được dùng để tăng độ bền chắc của răng. Nước súc miệng Chicky Plus, không cay tẹo nào.